Xin chào các con, cô tên là Nguyễn Hoàng My, giáo viên trường mầm non Bình Minh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên cô và các con đều không được đến trường. Chắc là các con nhớ bạn, nhớ trường, nhớ lớp đúng không nào? Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu rất là dễ tìm, đó chính là tạo hình từ những chiếc lá cây. Để thực hiện được một bức tranh từ những chiếc lá cây thì nguyên liệu của các con gồm có: đầu tiên đó chính là giấy A4. Tiếp theo đó chính là những chiếc lá cây. Các con có thể tìm được những chiếc lá cây có kích thước khác nhau ở trong sân vườn nhà mình đúng không nào? Tiếp theo đó chính là bút màu sắc. Và cuối cùng đó chính là băng keo màu xanh. Băng keo màu xanh này các con dùng vào khi mà các con đã hoàn thiện xong bức tranh thì các con dùng băng keo xanh để viền lại bức tranh của mình cho thêm đẹp nhé. Và bây giờ các con cùng cố thực hiện bức tranh của mình nào. Đầu tiên các con đặt phần thân lá có phần nổi của gân lá lên trên dưới tờ giấy A4. Và sau đó các con chọn màu. Một tay các con đè lên tờ giấy và một tay các con tô màu. Các con ghi màu mạnh để cái phần gân lá được nổi lên trên, bên trên tờ giấy A4. Cô đã sắp xong phần thân cá của mình rồi đấy các con. Và sau khi hoàn thành xong phần thân cá thì các con nhớ lấy chiếc lá của mình ở bên dưới ra ngoài nhé. Tiếp theo các con sẽ chọn một chiếc lá có kích thước phù hợp để làm phần đuôi cá. Các con cũng làm tương tự, đó là các con để chiếc lá bên dưới tờ giấy A4. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn màu để tô màu cho đuôi cá. Các con nhớ một tay các con đè lên giấy và một tay các con cầm bút tô màu. Và điều quan trọng khi tô màu thì các con phải tô cho thật là đậm để cái phần gân lá càng nổi lên nhiều thì càng đẹp. Như vậy là cô đã xong một phần đuôi cá rồi. Bây giờ cô sẽ tiếp tục di chuyển chiếc lá của mình để tiếp tục làm phần đuôi cá. Các con cũng chọn màu phù hợp để làm phần đuôi cá tiếp theo. Các con cứ làm như vậy, tương tự cho chiếc đuôi cá của mình, của chú cá. Các con nhớ tô phải đều tay nhé. Vì khi các con tô đều tay thì bức tranh của mình mới đẹp được. Và chiếc đuôi cá cuối cùng cô cũng sẽ làm tương tự. Cô sẽ xê dịch chiếc lá cây và chọn màu. À, và như vậy cô đã hoàn thành xong phần đuôi cá rồi. Và các con phải nhớ là lấy lá ra nhé. Và để cho chú cá của chúng ta thêm sinh động thì cô sẽ vẽ cho chú cá của chúng ta đôi mắt. Cá bơi bằng gì vậy các con? Bằng vây đúng không nào? Cô sẽ lựa chọn một chiếc lá có kích thước phù hợp để làm vây. Và các con cũng làm tương tự như lúc nãy cô hướng dẫn. Các con cũng sẽ để vây cá ở phía dưới, chiếc lá ở phía dưới, và chúng ta tô cho phần vây cá. Và để cho bức tranh thêm đẹp, cô sẽ thêm cho chú cá của mình những bọt biển. À, các con nhớ trang trí ở phía dưới của chú cá một ít rong biển nữa nhé. À các con ơi, cô đã hoàn thành xong bức tranh chú cá của mình rồi, các con có thấy đẹp không? Ngoài bức tranh chú cá của cô mới làm xong thì cô có một số bức tranh nữa các con cùng cô xem nhé. Đầu tiên, đó chính là chú chuồn chuồn đang đậu trên chiếc lá cây. Tiếp theo, đó chính là chú chim vẹt, các con có thấy chú chim của cô có nhiều màu sắc không? Và cô cũng tạo nên chú chim từ những chiếc lá to nhỏ có kích thước khác nhau. Và đây nữa, đó chính là chú cú mèo. Chú cú mèo của cô đang đậu lên một cành cây. Và chú cú mèo của cô
tăng là sinh lộc. Hơn nữa đây là chú thỏ đang ăn củ cà rốt của mình, ăn một cách là ngon lành. Và tiếp theo đó chính là đàn gà. Các con có thấy đàn gà của cô đẹp không? Cô đã sử dụng lá cây có kích thước to nhỏ vừa khác nhau để tạo nên một đàn gà rất là đẹp phải không nào? Và cuối cùng đó chính là bức tranh chú chuột bên cạnh những phô mát thơm lành của mình. Các con thấy chú chuột có đẹp không? Và các con có thể làm được những bức tranh như thế này từ những lá cây có kích thước khác nhau để tặng cho ông bà cha mẹ của mình. Và các con nhớ một điều đặc biệt khi ở nhà là các con phải ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên tập thể dục để có một sức khỏe thật là tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.